Mến chào các bạn, tôi là họa sĩ Nguyễn Việt Hùng. Thì hôm nay tôi có dịp để giới thiệu một chút về tôi và những công việc tôi làm trong lĩnh vực hội họa. Thì trước tiên thì tôi xin cảm ơn hội VASCAM, Vietnamese American Society for Creative Art and Music. Thì hội này cũng có nhã ý làm những cái video về những cái nghệ sĩ sinh thời để giới thiệu những cái tác phẩm của họ. Thì nhân dịp này tôi cũng rất hân hạnh để mà chia sẻ những công việc làm của tôi. Đây là nơi cư ngụ của tôi, thành phố ở phía miền nam California, một thành phố Torrance. Cái garage của mình để mà đây là đường đi vào cái studio. Thì mình dùng cái garage của mình để mà mình làm một cái nơi xưởng vẽ. Thì một hình thức để tiết kiệm thôi. Nơi mình ở thì mình sống và làm việc. Không như những các bạn của tôi là họ đều có một cái chỗ riêng yên tĩnh, một chỗ riêng rẽ để mà làm việc. Thì thực ra chỗ này cũng là tốt thôi. Thì hôm nay là quay một số quang cảnh về cái studio của tôi và tôi sẽ nói chuyện về cách làm việc của mình. Khi mà nói về hội họa là cũng là một điều cũng không phải dễ dàng cho tôi, bởi vì người họa sĩ vẽ là họ vẽ theo cái thời khắc đó, những cái gì, những cái kỷ niệm, những cái gì dồn dập trong cuộc đời họ vẽ, và những cái tình huống nó cũng không có kiểm soát. Thành ra cũng có những cái yếu tố nó không có thể nào mà người họa sĩ mà nói hoàn toàn. Bởi vậy tôi rất là không có chú tâm vào cái chuyện mà cắt nghĩa những cái ý nghĩa của bức hình của mình. Bởi vì người xem tranh nhiều khi họ rất là những người rất là giỏi, những người sự tưởng tượng họ rất là phong phú, họ có thể nghĩ, có thể suy diễn nhiều cái điều nó hay hơn người họa sĩ. Thì vấn đề ở đây thì tôi chỉ nói về những cái cảm hứng để làm sao mình làm những tác phẩm và một số kỹ thuật. Còn những cái ý nghĩa thì cũng là một điều gì là do sự tìm hiểu. Bởi vì một bức tranh, một bức họa, nó không phải, cái kết quả nó không phải là ngay lúc đó, mà nó có thể là kéo dài trong nhiều năm, nhiều tháng, bởi những suy nghĩ, bởi những tìm kiếm của những người xem tranh. Và xin mời các bạn. Thank you.
Tôi xin có một đôi dòng giới thiệu về 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 mình. Tôi sinh trưởng ở Sài Gòn, vào năm năm tôi sinh là 1957. Thì hồi nhỏ thì mình rất thích về vẽ, rất thích về hội họa. Nhưng mà cái cuộc sống Sài Gòn rồi trong cái gia đình cũng là một gia đình đông con. Tôi cảm thấy không có muốn làm phiền cha mẹ mình nhiều, thành ra những cái ước mơ của mình nhiều khi mình không nói. Thì theo dòng đời đời thì mình cũng học hành, và tôi đã học lên đại học, và cái môn tôi chọn là sinh vật học, là biology. Thì thực ra mình thích cái môn đó là một phần thì tôi cũng là một cái người không có giỏi về toán. Mà học cái môn biology thì nó có một điều, cái thời tôi đó thì nó có những cái điều kiện mà những người vẽ đẹp đó thì có một chút lợi thế. Tại vì học cái môn này là về mô tả những cái hình ảnh mà thời đó về internet và những cái sách vở thì nó không có được nhiều. Những cái gì mình học hỏi bằng cái sự mô tả, sự quan sát, mình quan sát và mình mô tả bằng cách vẽ ra. Thì trong nhiều năm mà tôi trong trường đại học đó thì mình nhìn vào kính hiển vi, những cái hình ảnh, những cái màu sắc ở kính hiển vi nó lạ lắm. Thành ra sau này khi mà tôi vẽ về loại tranh phong cảnh thì một số người người ta nghĩ là nó có một cái gì ảnh hưởng tới về sinh vật học, như những cái cấu trúc của tế bào, những cấu trúc của những cái mô. Đó là một cái điều mà mình không thể nào mà kiểm soát được. Những cái quá trình mình làm việc thì tất cả những cái gì của mình nó đều bộc lộ ra tranh. Thành ra cũng có một điều rất đúng là người ta nói là người họa sĩ khi người ta vẽ người ta không có thể giấu được. Cho dù anh có một cái sự một cái ý tưởng cao cả tự trong anh, hoặc là một cái mưu đồ gì đó, nó đều thể hiện trong tranh. Đó, rồi thành ra người ta nhìn tranh người ta có thể tìm hiểu được cái bản tính của người nghệ sĩ, không những ngay lúc đó mà cả về những cái quá khứ, những cái gì mà liên hệ tới đó. Thì sau khi mà tôi định cư tại Hoa Kỳ là một năm 1982, thì lúc đó thì tôi nghĩ là mình đi qua xứ này là mình
Tại vì hai chữ tự do, thì tại sao mình không làm những gì mình đã thích khi mình đã qua được cái ý nghĩa của hai chữ tự do là vậy. Thành ra tôi không có theo cái ngành nghề cũ của tôi là sinh vật học về biology để học về medical, hoặc để mà tôi lấy một cái lớp ngắn hạn học vẽ, vẽ về kỹ thuật. Thì sau khi vài tháng thì tôi làm một cái hãng nhỏ vẽ về những cái bộ phận cơ khí, vẽ hình hình phối cảnh, hình 3D, 3-dimensional. Thì thời tôi thì cũng dễ dàng, những cái việc làm nó cũng nhiều. Thành ra sau cùng thì tôi, một cái công việc chính của tôi là tôi làm cho hãng Boeing, vẽ những cái bộ phận cơ khí, những chiếc máy bay, về vẽ hình hình nổi, vẽ hình 3D. Thì cái đó là một cái việc làm mà gọi là kiếm sống để trả tiền những chi phí. Ngoài ra cũng là một cho mình một cái an tâm để làm việc, để vẽ những gì mình thích. Thì ban ngày là tôi đi làm việc, công việc nó cũng nhàn hạ. Được một cái là khi mà vào buổi đêm hoặc là những ngày cuối tuần, những ngày nghỉ cuối tuần thì tôi có nhiều thời giờ để làm thêm về những cái chuyện mình thích. Thì sau khi làm một thời gian cũng sinh hoạt vào nhiều nơi, vào cộng đồng của Việt Nam và cộng đồng của Mỹ, thì tạo ra được một cái gì quen thuộc với cộng đồng trên Los Angeles, được nhiều người cũng yêu thích và sưu tập. Thành ra 6 năm vừa rồi tôi đã chính thức về hưu để làm công việc này toàn thời gian. Trước đó thì tôi cũng vẽ đã 20 mấy năm rồi, nhưng mà vẫn đi làm. Thì sau 7 năm sau này, 6-7 năm sau này thì dùng toàn thời gian để vẽ. Tôi xin cũng có lời cảm ơn nhóm Vascam đã có nhà ý mời tôi vào trong một cái chương trình này để giới thiệu những tác phẩm của mình.
đến với các bạn. Và mọi chuyện cũng, hy vọng mọi chuyện cũng được bình an tất cả mọi người và chúng ta sẽ trở lại cuộc sống bình thường. Còn chuyện của tôi là mỗi ngày thì vẫn làm việc, sẽ cố gắng làm và để một cái gì đó cho một cái gì cống hiến cho xã hội, cho những người yêu thích hội họa, có những cái gì người ta xem. Và đó cũng là một ước nguyện của mình. Mình sống một cái cuộc sống cũng rất là mãn nguyện với cái ý định của mình. Xin cảm ơn và xin kính chào tất cả quý vị.